Hàng loạt sinh nghiệp khủng Việt Nam thi nhau tuyên bố báo thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam và Huỳnh Như, người hâm mộ sung sướng. Với chiến thắng 2-0 trước Myanmar trong trận chung kết đêm ngày 15 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam đã đạt được huy chương vàng bóng đá nữ và lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games. Tiếng còi kết thúc trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games cất lên cũng là lúc đội tuyển Việt Nam lập thêm kỳ tích và đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á khi là đội đầu tiên giành huy chương vàng của 4 kỳ SEA Games liên tiếp. Khâm phục, tự hào và quá đỗi yêu thương, những cô gái nhỏ bé đã viết lên kỳ tích trên khắp trang mạng xã hội, truyền thông hay là ngoài các quán bia, quán cà phê là vô vàn lời chúc mừng, xen lẫn niềm tự hào. Không tự hào làm sao được khi mà bước vào một kỳ SEA Games 32, lực lượng đội tuyển Việt Nam được đánh giá yếu hơn so với các kỳ trước. Sự vắng mặt của Trương Thị Kiều khiến cho nhiều người lo ngại về khả năng phòng thủ của đội. Bên cạnh đó, chấn thương của Tuyết Ngân hay Nguyễn Thị Vạn Sự cũng đã khiến cho tình hình nhân sự của đội vốn đã mỏng ngày lại càng trở nên ít ỏi hơn. Ngoài sự khó khăn về nhân sự, các yếu tố khách quan như sự tập trung cho giải đấu gấp gáp bởi lịch trình thì cũng là một trong những điều khiến cho đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn. Vậy là bất chấp những khó khăn, những cô gái của chúng ta lần lượt vượt qua bảng đấu tử thần, sau đó vào bán kết và chung kết. Và để chúc mừng cho bóng đá nữ Việt Nam, VFF cùng với các doanh nghiệp đã mang tới cho đội tuyển một cơn bão tiền thưởng ngay sau đó. Sau trận, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định trao thưởng 2 tỷ đồng để động viên tinh thần cho thầy trò ông Mai Đức Chung. Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã được VFF thưởng 1,6 tỷ đồng trong hành trình hướng tới chung kết. Tổng số tiền thưởng đó chính là 3,6 tỷ đồng. Các doanh nghiệp cũng đã liên tục giành được những phần thưởng bằng tiền mặt hoặc là được ưu ái riêng với những đội bóng. Ngoài Thaco với số tiền thưởng 1 tỷ đồng, Vietjet sẽ tặng các cầu thủ ban huấn luyện Việt Nam bóng đá nữ 1 năm bay miễn phí trên tất cả các đường bay nội địa do hãng đang khai thác. Tập đoàn Viettel tại Campuchia cũng đã thưởng nóng cho đội tuyển nữ Việt Nam 200 triệu đồng, cá nhân cầu thủ Vũ Thị Hoa 50 triệu đồng. Được biết, số tiền thưởng của các cô gái vẫn đang tăng lên. Nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ, huấn luyện viên trưởng ông Mai Đức Chung cho biết, thay mặt đội bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, xin cảm ơn những người hâm mộ bóng đá trong và ngoài nước, đặc biệt cảm ơn tập thể bóng đá nữ đã thi đấu một trận xuất sắc. Đây là lần thứ tư liên tiếp đội tuyển bóng đá nữ giành được huy chương vàng. Tôi nghĩ đây sẽ là một thành tích không nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh SEA Games 32 là kỳ đại hội rất khó khăn. Thuyền trưởng của Việt Nam đã cho biết thêm, tại kỳ đại hội này thì đội tuyển nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn vừa trẻ hóa các cầu thủ và còn non kinh nghiệm. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định giành được thắng lợi này, góp một huy chương vàng trong tổng thể của đoàn thể thao Việt Nam. Đây là điều vinh quang nhất của đội tuyển chúng tôi. Ông cho biết, theo ông Mai Đức Chung, SEA Games 32 toàn đội sẽ có vài ngày để nghỉ ngơi trước khi toàn đội sẽ có chuyến tập huấn tại VFF và sau đó sẽ có chuyến tập huấn tại Ba Lan. Sau SEA Games thì tôi cho đội nghỉ hết tuần. Sau tuần này tập trung trở lại sẽ làm thủ tục để tập huấn Đức, Ba Lan. Chúng tôi đã làm việc với Ba Lan, đội tuyển Đức và hai đội nữa. Sau đó quay trở về sang New Zealand đá World Cup. Chiến thắng SEA Games 32 sẽ tạo đà cho World Cup và đó là niềm động viên giúp chúng tôi bước vào một kỳ World Cup và cố gắng giành kết quả tốt. Kết lại buổi phỏng vấn thì ông Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên đã đến sân cổ vũ. Hôm nay tôi rất sung sướng và một kỳ SEA Games lần này có lẽ là kỳ đại hội ấn tượng nhất đối với chúng tôi từ trước tới giờ. Có rất nhiều khó khăn, bằng tinh thần ý chí của người phụ nữ Việt Nam thì chúng tôi đã vượt qua được. Về phần mình, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trường đoàn Thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt đã khẳng định đây thật sự là một kỳ tích. Ở kỳ SEA Games này, các vận động viên nữ đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt, đã khơi dậy khát vọng cống hiến cho các vận động viên, tạo cho vận động viên thi đấu và có động lực cống hiến. Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc trân trọng cảm ơn các cô gái của chúng ta. Xin nhắc lại, sau kỳ SEA Games, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt tay vào chiến dịch hướng tới World Cup tại Úc và New Zealand vào tháng 7. Đây được biết là một giải đấu cực kỳ khó khăn. Song giới mọi điều thì hoàn toàn có thể tin tưởng vào các cô gái của chúng ta. Giấc mơ vô địch World Cup không phải là xa khi đội tuyển Việt Nam được quan tâm, đầu tư và tiếp sức bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Trong khi đó, nội dung nam cho các cầu thủ của chúng ta cũng đang cho thấy sự quyết tâm lớn. Chiều nay, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tranh huy chương đồng với Myanmar tại SEA Games 32. Gác lại nỗi buồn và sự thất vọng của người hâm mộ, thay cho ông Chuse đang lấy lại tinh thần cao. Việt Nam đã quay trở lại và trở thành cựu vô địch SEA Games sau thất bại 2-3 trước Indo. Đó là một trận thua không thể bào chữa cho thầy trò ông Cruze. Họ đã chơi hơn người trong suốt 40 phút của hiệp 2 nhưng không có chiến thắng.
Việt Nam ở SEA Games 32 cho thấy những điểm yếu về bản lĩnh, kinh nghiệm. Thế nhưng điểm yếu lớn nhất được vạch ra đó chính là nhân lực kém hơn hẳn đối phương với chất lượng kinh nghiệm và thể lực. Ở hai lần giành huy chương vàng SEA Games trước đó, có bao nhiêu cầu thủ từng vô địch AFF Cup, từng chơi ở Asian Cup, vòng loại World Cup, từng là trụ cột bóng đá V-League, ít nhất cũng đã hơn nửa đội và đều là những trụ cột giữ nhịp cho lối chơi. Khác hẳn SEA Games 32, hiếm hoi mới có cầu thủ được ra sân thường xuyên ở V-League. Tại SEA Games 30, Việt Nam đã tham dự với nòng cốt là đội hình tham dự vòng chung kết U20 thế giới 2017. Tại SEA Games 31-2022, Việt Nam với sự góp mặt của 3 tuyển thủ quốc gia là Văn Toản, Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh. Bên cạnh đó, những ngôi sao như chân sút trụ cột đội tuyển quốc gia Tiến Linh cùng với 2 quả bóng vàng Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng cùng với sự dìu dắt của cầu thủ giàu kinh nghiệm, Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Việt Nam ở SEA Games 32 không có được những hảo thủ khi mà nước chủ nhà quy định lứa tuổi U22 mới được tham dự. Không quá khó khăn để nhận ra, Việt Nam của ông Chuse đã thiếu đi một phần thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự, một cầu thủ dẫn dắt lối chơi đúng nghĩa. Khi hàng tấn công, Văn Tùng không có một đối tác xứng tầm, đó là chưa kể các cầu thủ cần phải đối mặt với những khó khăn trong quá trình chuyển giao. Để bắt nhịp về lối đá cũng như là triết lý bóng đá phòng ngự phản công sang kiểm soát bóng áp đặt thì không hề đơn giản. Nguyên nhân thất bại thì nhiều, nhưng mà tự trùng lại thì vẫn nằm ở năng lực của Việt Nam. Có bột mới gột nên hồ và đó cũng là lý do phù thủy trắng không thể giúp đội lọt vào chung kết. Hướng tới mục tiêu xa hơn là điều mà ông Chuse đã nhắc đi nhắc lại không ít lần. Cái đích mà ông thầy người Pháp xác định đó chính là dùng U20 Việt Nam để hướng tới World Cup. Tại SEA Games 32, các cầu thủ cho thấy khác hoàn toàn với nhiều người nghĩ. Dù thua trận, không mất niềm tin vào các cầu thủ, họ đã chơi rất cố gắng và cống hiến hết mình. Nhiều người cho rằng thế hệ cầu thủ này không đủ tốt, nhưng sau một thời gian tiếp quản thì tôi không hề hối tiếc khi dẫn dắt họ. Giải đấu là sân chơi để các cầu thủ cải thiện và hoàn thiện bản thân, ông Chuse nhận xét. Trước tương lai, Việt Nam sẽ còn cả chặng đường phát triển và thất bại và phải thừa nhận đó như là một bài học cho sự trưởng thành. Thua bán kết nhưng hành trình tại SEA Games của Việt Nam vẫn chưa khép lại, phía trước còn trận tranh huy chương đồng. Hãy mạnh mẽ lên, phía trước chúng ta vẫn còn một trận đấu nữa. Tấm huy chương nào cũng đáng quý và đáng trân trọng đều là mồ hôi nước mắt. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã ân cần động viên. Đó cũng là thông điệp được ông Chuse và các thành viên ban huấn luyện truyền tải tới các cầu thủ.